qua kết quả điều tra về đặc điểm dịch tễ, triệu chứng lâm sàng các bệnh nhân, căn cứ các kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Nguyên nhân khiến 54 học sinh sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai nhập viện là do nhiễm vi khuẩn Salmonella. Qua kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai, có 4 món ăn được căng tin chế biến trong bữa chiều ngày 8 tháng 10 năm 2024 phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cụ thể là món dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang, canh rau muống. Cùng với đó, 4 mẫu bệnh phẩm được lấy từ 4 bệnh nhân chưa dùng thuốc kháng sinh cũng phát hiện dương tính với Salmonella paratyphi B. Trong ngày 21 tháng 10 năm 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức họp chuyên môn với các ngành chức năng và nhận định nguyên nhân các học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai nhập viện là do ngộ độc thực phẩm. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, gần 100 học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai ăn cơm tối tại căng tin. Sau đó, 80 em có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, trong đó có 54 em phải nhập viện điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh, tất cả học sinh, sinh viên đã ổn định sức khỏe và được ra viện. Thời gian qua, vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể với các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm tại trường Cao đẳng Lào Cai theo quy định của pháp luật.